Dạ yeah, trân trọng kính chào quý tổ con chúa trân trọng kính chào thánh chúng ta một lần nữa rất là vui trở lại với nhau trong cái hành trình xuyên suốt kinh thánh của chúng ta nay chúng ta đọc trong gian số ký đoạn số 20 à, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta tiếp tục lời của chúa trong cái hành trình này thì chúa chúng con cảm ơn ngài chúng con có cơ hội quý báu nữa để đọc lời của ngài con cầu nguyện xin thánh linh của Đức Chúa Trời tiếp tục soi sáng và ban phước cho chúng con. Chúa sức giàu cho chúng con trong thời giờ đặc biệt này, nhất là chúng con đang va chạm với lời của Ngài bằng con người, bằng xương, bằng thịt này. Chúa ơi, nếu không bởi thần linh của Chúa hiện diện trong chúng con và làm việc lớn của chúa là khải thị cho chúng con về lời của ngài và sự hiểu biết về ngài thì chúng con sẽ chẳng hiểu được điều gì à, không những thế chúng con còn bị có những cái suy nghĩ tiêu cực nữa à, khi chúng con không thật sự hiểu được lời của ngài con cầu xin thánh linh của chúa soi sáng đặc biệt cho và chúa làm ơn trên đời sống của con trên dân sự của Ngài. Người đọc, người nghe, người theo dõi. Chúa ơi, tất cả chúng con đều ngập tràn ở trong sự đồng hành của Chúa Thánh Linh. Và thần trí một lần nữa của sự sáng, <laughs> chiếu sáng trên chúng con và quyết của Chúa thanh tẩy chúng con. Để chúng con thanh sạch ở trong ơn và quyết của Chúa hầu chúng con va chạm với lời Chúa không có một sự trở ngại nào. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Con trao phó chúng con ở trong sự thương xót của Chúa, sự đồng hành đặc biệt của Chúa giờ này và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Christ. Amen. Dạ, yeah, chúng ta tiếp tục. lời Chúa trong dân số ký đoạn số 20 như sau. <laughs> Vào tháng giêng cả hội chúng Israel đến hoang mạc Sin. Hoang mạc tên là Sin và dừng lại tại Kade. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Miriam là người chị của Môi-se. À, khi đọc tới đây thì kết thúc một cuộc đời nữa rồi đây à, chị của môi xe là người đã chăm sóc môi xe khi môi xe nằm ở trong cái nôi đó được thả ở trên cái dòng nước đó cái chị này đã để ý và cuối cùng chị này là cái người mà tiếp cận với công chúa pharaoh và mắt cho pharaoh có một người để lo cho môi xe đó là cuối cùng đem về cho mẹ của mình để nuôi trong ba tháng sau đã mang môi xe vào trong à, trong cung điện để giao lại cho cho công chúa Pharaoh. À, chị môi xe đã qua đời và trong quá trình đi theo môi xe thì cũng đã ganh tị cùng với người em của mình là a Hai chị em này đã ganh tị với đứa em Úc của mình đã là môi xe vì việc chúa sử dụng môi xe cho nên bởi sự ganh tị đó mà may miriam đã bị bệnh phung à, còn aaron ăn năn kịp thời cho nên không bị không bị gì rồi một cuộc đời cũng trải qua nhiều sóng gió cũng vật vã nhiều và kinh nghiệm ơn phước của Chúa nhiều. Và thậm chí cũng có những cái sự sửa phạt của Chúa trên đời sống của mình. Rồi bà cũng đã qua đời ở trong sự thương xót của Chúa. Chúng ta nhìn thấy điều này à, cầu nguyện cho chính mình. Bởi vì rồi đây ai trong, ai trong chúng ta cũng đi qua con đường này. Dù muốn hay không muốn, tất cả chúng ta đều phải đi qua con đường này. Nhưng khi chúng ta đi qua con đường này, thì những gì chúng ta trải qua ở trong hành trình này như thế nào? Bây giờ Miriam có muốn quay trở lại với cuộc sống trước đó để không làm những cái điều không vừa lòng Chúa hay là ganh tị với em của mình? hay là cũng sẽ không phải bị bị một sự sửa phạt đó là bị bệnh phung thì Miriam bây giờ cũng không làm được việc đó nhưng chúng ta thì còn có cơ hội cuộc đời của chúng ta sẽ hết chúng ta sẽ rời khỏi đời này nếu Chúa đến hôm nay Chúng ta bước vào trong vương quốc của Chúa. Nếu Chúa chưa đến hôm nay, mà chúng ta phải ra đi thì thân xác của chúng ta cũng tạm gửi lại tại đất này. Nhưng dầu đi cách nào thì chúng ta cũng sẽ phải ra đi. Không có gì dính dấp với đời này cả. Cho nên cũng không có lý do gì mà chúng ta tiếp tục ganh tị, hơn thua, tranh đấu, và ghen ghét làm gì. Tôi muốn đưa lại hai cái hình ảnh của chị Miriam này. Đó là có những ngày chị rất yêu thương và chăm sóc em của mình. Nhưng cũng có những ngày ganh tị với sự thành đạt của em mình. Rồi sẽ phải đối diện với cái hậu quả của tội lỗi đó nó cầu nguyện chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta tại đây chắc chắn có những lúc chúng ta bày tỏ tình yêu thương nhưng có những lúc chúng ta bày tỏ sự ganh tị và hơn thua với nhau có những khi chúng ta phải đối diện với những cái hậu quả của tội lỗi và những sự sửa phạt nhưng nếu ngày hôm nay chúng ta có một cái quyết định nào tốt hơn yêu thương nhiều hơn, quan tâm người khác nhiều hơn. Thay vì ganh tị hơn thua tranh đấu thì chúng ta có muốn thay đổi không? Nếu muốn thay đổi, chúng ta hoán chuyển từ yêu thương sang ganh tị hay là từ ganh tị sang yêu thương? Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng muốn hoán chuyển những ngày ganh tị hơn thua tranh đấu của đời sống mình trở nên những ngày yêu thương quan phòng quan tâm đến người khác khi nhìn vô cuộc đời Miriam tôi thấy được điều đó và tâm tình một chút để cho tất cả chúng ta cùng học hỏi với nhau cùng suy gẫm lại chính đời sống của mình bây giờ không có nước cho gì hội chúng uống nên họ tụ tập lại chống đối môi xe và aaron vậy thấy nữa không bao nhiêu lần rồi chứ không phải đây lần đầu tiên rất nhiều lần bây giờ gặp nang đề lại chống đối môi xe và aaron nữa dân chúng gây chuyện với môi xe và nói anh em chúng tôi đã chết trước mặt được jehovah có nghĩa là những người mà phản loạn trước đó đã chết rồi đó mấy đợt chết rồi đó và cái đợt cuối cùng chết là 17 bảy mấy trăm người đó mà Aaron phải chuộc làm lễ chuộc tội gấp ở giữa dân sự của Chúa đó. Rồi đây anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức giê và phải chi chúng tôi cũng chết với họ cho rồi. À, quý vị thấy lòng dân sự của Chúa cứng cỏi quá. Không biết lòng của chúng ta có cứng như vậy hay không? Nhưng mà nếu chúng ta cứng như vậy thì chắc chắn cái hậu quả của cái sự cứng lòng đó nó sẽ không đơn giản đâu. Cầu nguyện Chúa cho chúng ta có cái sự mềm mại. À đặc biệt Chúa nói ở đây mình thấy là phải chi chúng tôi cũng chết với họ cho rồi. Thưa quý vị, ở có một câu kinh thánh ở trong dân số ký đoạn 12 lần trước mình đọc, quý vị nhớ không? Chúa sẽ làm thành những điều mà dân sự Chúa nói đó. Cho nên ở đây là gì? Phải chi chúng tôi chết cũng chết. Ước ao điều đó phải không? Có lẽ nó cũng sẽ được hình thành đó. Cho nên chúng ta cẩn thận ở trong cái lời nói của mình. Ước ao điều gì, muốn điều gì? Tôi đề nghị nên ước ao sự cao trọng ở trong thánh linh của Chúa. Ước ao sự cao trọng ở trong vương quốc của Chúa. Ước ao sự cao trọng ở trong Đấng Christ ước ao sự màu nhiệm ước ao chết ở trong quyền năng của Chúa ước ao sống trong quyền năng của Chúa đó là điều chúng ta nên ước ao và đừng nói những cái câu như thế này phải chi chúng tôi cũng chết với họ trời rồi chết thiệt đó sao câu 4 sao ông lại đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào hoang mạc để chúng tôi và súc vật chúng tôi phải chết ở đây sao ông đem chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập rồi dẫn chúng tôi đến chỗ khủng khiếp này là nơi người ta không thể gieo mạ cũng không cũng chẳng trồng được cây vả cây nho cây lựu và không có nước uống nữa có phải chỗ này là chỗ Chúa dẫn họ vào không có phải chỗ này là chỗ mà Chúa đưa họ vào lấy ra khỏi Ai Cập để đưa họ vào chỗ này không thứ không Chú đưa họ vào cái chỗ đượm sữa và mật kìa. Nhưng mà họ đã chọn ở chỗ này bằng cách không vân phục của họ. Chúa đưa họ vào trong đó nhưng họ quyết họ không vào. Họ chống đối họ không vào. Họ giấy lên cả hàng triệu người để chống đối. Họ giấy lên cả 250 người là lãnh tụ để chống đối. Họ giấy lên cả những người À, những người lãnh đạo trong à, trong dân sự của Chúa để chống đối. Cuối cùng lại chỉ còn có bốn gia đình, thật ra ba gia đình thôi. Gia đình của Môi-se, a gia đình của Caleb và giô Chỉ còn mấy người đó đứng với Chúa còn tất cả đều chống đối Chúa cả và chống đối những người lãnh đạo, những người sức giàu, chịu sức giàu của Chúa. Chú đâu dẫn họ đi vô cái chỗ khủng khiếp này Nhưng họ chọn ở đó Bởi vì tội lỗi của mình Bởi vì cái cái ích kỷ, cái bất khiết của mình Đã đẩy đến họ đến cái chỗ tối tâm Và không nhìn thấy được công việc của Ngài Ngày hôm nay chính họ lại nói cái nơi mà không thể gieo mạ cũng chẳng trồng được cái vả, cái nho, cái lựu và không có nước uống nữa ai chọn ở chỗ đó, chúa có chọn cho họ không? chúa có dẫn họ đi vào đó không? bây giờ họ đổ lại cho người khác. quý vị thấy điểm này ở trong cuộc đời của mình. ở khi có những cái chúng ta chọn, không phải vì chúng ta chọn, chúng ta muốn nhưng chúng ta chọn là bởi vì chúng ta chọn sự chống đối và khước từ công việc và chương trình của chúa. cho nên cái chỗ mà chúng ta ở là như vậy. Không ai muốn chọn một chỗ như vậy. Nhưng chúng ta ở trong chỗ như vậy là bởi vì sự bất tuân của chúng ta, sự vô tín của chúng ta. Chứ không vâng lời của chúng ta. Nó cầu nguyện Ngài Chúa khai trí của chúng ta. Để chúng ta thấy được ý muốn của Chúa, thấy được khai chương trình của Chúa. Và cho chúng ta mềm mại, an năng, đầu phục để vui hưởng cái sứ đượm sữa và mật mà Chúa sắm sẵn cho từng cuộc đời của chúng ta. Để hầu chúng ta không phải nói lên những cái đề tiêu cực như thế này. Tiếp tục ở trong câu số 6. Môi xe và Aaron rời khỏi hội chúng. Đến trước cửa liều hội kiến và sắp mặt xuống đất. Tội nghiệp hai ông cụ. đã sắp mặt xuống đất một lần nữa để làm gì? Tại đó vinh quang của Đức Jehovah hiện ra với hai ông. Đức Jehovah phán với môi xe hãy cầm cây gậy, rồi con và anh con là Aaron triệu tập hội chúng lại, hãy truyền cho quý vị để ý nghe, hãy truyền cho tảng đá trước mặt hội chúng, trước mắt hội chúng thì nó sẽ phun nước ra con sẽ khiến nước từ tảng đá phun ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Như vậy, môi xe cầm cây gậy trước mặt Đức giê hô va như Ngài đã phán dặn. môi xe và A-rôn triệu tập hội chúng đến trước tảng đá và nói, Hỡi dân nổi loạn, hãy nghe. Chúng tôi có thể khiến nước từ tảng đá này phun ra cho các người uống cho các người được không được được không chúng tôi có thể khiến nước từ tảng đá này phun ra cho các người được không tay môi xe cầm cây gậy giơ lên đắp tảng đá hai lần rồi nước liền phun ra họ chúng và súc vật của họ đều uống như vậy ở trên Chúa bảo môi xe làm gì? À, Chúa bảo môi xe là hãy cầm cái gậy. Rồi con và anh con là Aaron triệu tập dân hội chúng lại. Hãy truyền cho tảng đá trước mắt hội chúng thì nước sẽ phun ra. Còn môi xe làm gì? Môi xe cũng làm như vậy. Triệu tập hội chúng lại. Rồi hỡi dân nổi loạn. Hãy nghe chúng tôi có thể khiến nước từ tảng đá này phun ra cho các ngươi được không tay môi xe cầm cây gậy giơ lên đập và đập tảng đá hai lần đây là điều môi xe không bằng lời đây chú bảo truyền cho tảng đá nhưng mà môi xe lại đập tảng đá hai lần bày tỏ một cái sự tức giận xe là một người khiêm hòa như chúng ta đã thấy trong nhiều lần. Và ông là người có cái sự tương giao mật thiết với Chúa và mặt đối mặt với Chúa và ông có thể à, nói chuyện với Chúa, lý luận với Chúa như người với người. Một đặc ân rất đặc biệt mà ông có được với Chúa trong mối liên hệ với Chúa. Nhưng đối diện với một cái sự cứng lòng gọi vô tính của dân sự Chúa. Một con người khiêm hòa như môi xe mà đã lắm lần ông nói với Chúa đừng diệt mà trong khi đó Chúa muốn diệt. Đã lắm lần ông nói điều đó. Nhưng cuối cùng lại môi xe cũng cho chúng ta thấy bản chất của con người nằm đó. Quý vị và tôi cũng vậy. Dầu chúng ta là ai, chúng ta phải chấp nhận một thực tế chúng ta cũng chỉ là một con người phàm không hơn không kém hôm nay chúng ta có thể nhẹ nhàng mềm mại nhưng ngày mai chưa chắc điều đó còn tiếp tục vì vậy nhờ cậy chúa thánh linh liên tục ở trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúa ban cho có một cái cái đặc ân mà hưởng được liên tục những phước hạnh mà Chúa ban cho mình ở trong cuộc sống hưởng được một cái sự tái tạo hoặc là sự gìn giữ của Chúa trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày hầu chúng ta không phạm tội với Chúa chúng ta sẽ đối diện với những hoàn cảnh dường như chúng ta không kềm chế được chắc chắn điều đó môi xe là người phải nói đặc biệt có một không hai khi đối diện với những trường hợp như vậy kể cả môi xe và A-rôn cũng bực bội chỗ này đến nỗi thay vì chỉ cầm cái gậy truyền thôi nhưng mà trong tay nó có sẵn cái gậy bực quá làm những cái chuyện chúa không dạy là nhưng công việc kết quả thì nó vẫn nước cũng vẫn phun ra nhưng một cái hậu quả mà môi xe phải gánh chịu và A-rôn phải gánh chịu đó là bởi vì không vâng lời vâng lời Chúa. Nếu mà môi uh, nếu mà Aaron nhảy bén cái nhảy bén chút. Khi môi xe đập lần thứ nhất. Thì ron nói gì? Không được. Em nhớ không? Chúa dặn phải truyền giả đâu có bày tỏ sự bực bội như vậy. Nhưng lần này Aron không có cách đó, không thấy cách đó. Cả hai đều đồng ý với nhau làm trong cách này. Vì vậy đến câu 12 chuyện gì xảy ra? Chúa phán như thế này. Nhưng, chữ nhưng này quan trọng. Ở trong cuộc sống mình dường như có nhiều chữ nhưng như thế này. Ở trong cuộc đời của mình. Nó gọi là big but. Big but. Ở trong cuộc sống của mình có những cái chữ nhưng rất lớn. Và chính những chữ nhân đó là những cái cục quanh tiêu cực ở trong cuộc đời của mình ở đây là gì? Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn vì các con không tin ta để tôn thánh ta trước mặt dân Israel nên các con ở đây Chúa nói rằng nên các con tức là môi xe và A-rôn sẽ không được dẫn hội chúng này vào đất mà ta đã ban cho họ trước khi trước đó thì chưa có chuyện này nhưng mà những cái thế hệ mà phản bội, những thế hệ mà gọi là phản loạn đó, thì chỉ có Yosef và Caleb, gia đình của họ được vào mà thôi. Và đó là lời hứa của Chúa. Nhưng tại đây một lần nữa, Chúa cho thấy rằng Aaron, lẫn Aaron và Moses không được vào đặc hứa. Rồi ở đây nói gì nữa? thay vì các con là tôn thánh ta trước mặt thiên hạ nên các con sẽ không được dẫn dân chúng vào đó mà ta đã ban cho họ nước đó được gọi là nước uống Meriba là nơi dân Israel gây chuyện với Đức Giê-hô-va và Ngài được tôn thánh trước mặt họ. Cảm ơn Chúa khi Môi-se và A-rôn đã là vâng lời Chúa để để làm để à, là khiến nước ra từ hoàng núi thì họ đã làm được điều đó nhưng họ làm trong cách của họ nhưng không phải họ làm trong cách của họ như vậy mà Chúa không cho cái kết quả để đáp ứng nhu cầu thưa quý vị một điều nữa chúng ta để ý đó. Đôi khi chúng ta vâng lời Chúa mà chúng ta làm theo cách của mình. Không làm theo cách của Chúa. Nhưng không phải vì điều đó mà Chúa không cho cả kết quả. Nhưng cái hậu quả để không cái kết quả là để đáp ứng lại cái nhu cầu cho dân sự nhưng cái hậu quả của việc không vâng lời làm theo ý mình đó chúng ta sẽ phải gánh lấy như môi xe và rôn đã gánh lấy vậy nhờ ơn chúa chúng ta nhìn xem đời sống của mình mình thấy có bao nhiêu lần mình làm theo ý mình ở trong cuộc đời này nhưng có những lúc mình có kết quả không có nghĩa rằng là mình làm theo ý muốn của chúa mình vâng theo lời chúa dạy nhưng làm theo cách của mình Kết quả đôi khi nó vẫn có Nhưng hậu quả của sự làm theo ý riêng Chắc chắn sẽ kinh hoàng Chắc chắn sẽ có Bởi vì cái nhu cầu và lòng thương xót của Chúa Đối với dân sự của Chúa Chúa bày tỏ điều đó Chúa thực hiện việc đó Không phải là bởi vì mình làm việc đó Trong cách của mình mà nó được Mà mình làm cho trong cách của Chúa sẽ không được không phải đâu. Ở tại chỗ này nếu mà Chúa không có cái thái độ đối với Aaron và Môi-se gay gắt như vậy đó thì về lâu về dài chính hai người này sẽ phạm vào những cái lỗi đó thường xuyên. Đây là cái lỗi mà người vị trí cái vị trí của người lãnh đạo thường xuyên bị vấp phải. Chúng ta vâng lời Chúa nhưng làm theo cách của mình vâng lời chúa làm y như vậy như môi xe và a rôn triệu tập dân sự của chúa đến với con đá đó để để khiến nước từ trong chỗ đó nó tuôn ra đó là vâng lời của chúa nhưng cái cách là gì cái cách là chúa bảo truyền nhưng họ giận lên họ đập không những một lần họ đập tới hai lần và điều, điều này nó đôi khi dẫn đến sự hiểu lầm nếu Chúa không gây gắt chỗ này thì mỗi xe và Aron sẽ hiểu lầm rằng là, ủa Chúa là Chúa dạy như vậy nhưng mà tôi làm như vậy nè vẫn tốt có kết quả. Nếu nãy mà tôi làm kiểu kia là thua rồi, là không có kết quả rồi. Nên cho nên thưa quý vị, đây là một cái sự việc mà rất dễ hiểu lầm ở trong cuộc đời của mình. Chúng ta nghiệm lại đi có rất nhiều cái chúng ta Chúa dạy một đường mà chúng ta làm một nẻo nhưng cái kết quả nó vẫn có vì lý do đó mà chúng ta hiểu lầm chúng ta ăn rồi cứ làm theo cách của mình hoài nên chấm dứt lại đừng nghĩ rằng nó là như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ liên tục làm như vậy và Chúa đồng ý làm như vậy hay là cách của Chúa là như vậy thì không phải đâu cho nên chúng ta dừng lại xem lại trong ơn của Chúa để tra xét lại chính đời sống của mình những có những cái việc làm nào đó chúng ta vẫn vâng lời Chúa nhưng chúng ta thường xuyên làm trong cách của mình chứ không theo cách của Chúa nhất là tổ chức chuyện này tổ chức chuyện kia tổ chức truyền giảng tổ chức bồi linh tổ chức này kia những buổi thờ phượng chúng ta có làm theo cách Chúa dạy mình không hay là chúng ta làm theo cách của mình cách của người này hay cách của ông kia hay cách của bà kia hay cách của nhà thờ này hay cách của nhà thờ kia hay nhưng cái cách chúa thánh linh dạy mình ngày hôm đó làm cái gì mình có biết không cho nên đôi khi mình thấy cái cách của chúa sao nó dễ dàng quá mình muốn làm cái gì đó cho nó ly kỳ hơn kìa cho nó nó gọi là căng thẳng một chút để mới thấy được mình có cái ưu quyền chứ bây giờ mình kêu họ tới đó mình đứng mình truyền chú bảo mình truyền cái mình truyền nước phun ra đi chuyện nó đơn giản quá phải cho dân sự chú biết mình có cái gì đó đập bum bum khi mình bày tỏ cái tôi của mình bày tỏ cái bản chất của mình ra thì đôi khi dễ mang đến chỗ mình bị hiểu lầm chính mình. Cái những cái chú hướng dẫn cách này, cách kia. Nhưng mà mình tới đó mình cầu nguyện có vẻ thiêng liêng lắm. Cầu nguyện lý kỳ lắm. Mình làm có vẻ là là sâu nhiệm lắm. Để cho dân sự chúa thấy rằng có gì đó thiêng liêng màu nhiệm phải cách đó hoàn toàn hoàn toàn vô ích ở trong cái chỗ mà phước hạnh đến cho mình nhưng nó hậu quả sẽ đến với mình đôi khi mình cầu nguyện cái việc đó có thể được chữa lành nhưng cuối cùng mọi người sẽ chú tâm vô cái cái chính mình mà không làm vinh quang danh của Chúa không làm vinh hiển danh của Chúa Ví dụ như môi xe tới đó Chúa dạy Chúa phán dạy tôi và A-rôn Truyền cho đá này Đá này sẽ ra nước Bây giờ tôi làm điều này Trong danh của Chúa tôi truyền cho đá Văn nước ra Vinh quang của Chúa Và danh Chúa được tôn cao Nhưng môi xe làm gì Tới nè Hỡi cái dân nổi loạn kia Và ta làm được điều này sao bấm bấm bày tỏ cái bản chất của mình ra tiếc thay kết quả vẫn có nhưng tiếc thay họ không được vào xứ mà dân dân sự vào chúa hứa cho tổ phụ của họ đó điều đáng tiếc tiếp tục ở trong câu 14 từ KD Môi-se sai sứ giả đến gặp vua Edom và nói rằng Israel là em vua. Có nói có nghĩa là gì? Edom là ai? Edom là Esau. Jacob là Israel. Có nghĩa rằng là hai anh em Esau và Edom ở đây dân Edom hay là vua Edom có một cái gọi là À, liên hệ với lại dân Israel Là hai anh em Esau và Jacob Nhưng mà tới cái giai đoạn này thì Hai nước nó hoàn toàn khác nhau rồi Cho nên ở đây dân Edom à, à, Có một cái vị trí của chỗ đứng riêng của họ Cho nên Israel nói gì Israel nói đó là là em vua có nghĩa là Adon Esau và 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 Jacob đó. Vua biết những điều khốn khổ đã xảy ra cho chúng tôi và việc ông cha chúng tôi đi xuống Ai Cập. Chúng tôi đã ở đó một thời gian lâu. À, người Ai Cập đã ngược đãi chúng tôi và cha ông cha chúng tôi. Chúng tôi kêu cầu với Đức giê Ngài đã nghe tiếng của chúng tôi và sai thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Này, chúng tôi hiện ở Kade là thành giáp với địa phận của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ sở của vua. Chúng tôi sẽ không đi ngang qua đồng ruộng hay vườn nho. Tại sao không đi ngang qua đồng ruộng hay vườn nho? là bởi vì chỗ này có thể rằng vô tình cố ý dân sự chúa hái nho và hái lúa của người ta cho nên không đi qua đồng ruộng hay vườn nho và chúng tôi cũng không uống nước ở trong các giếng chúng tôi sẽ đi theo con đường hoàng gia không xây bên phải và bên trái cho đến khi ra khỏi địa phận của vua có nghĩa rằng đi con đường chính chính ở giữa mặt trời à, ở giữa ngày ban ngày ban mặt ở giữa chỗ mà mọi người đều biết để không có à, lấy bất cứ một điều gì của hay là làm tổn hại đến dân Edom câu 18 nhưng vua Edom đây là một cái big bệnh nữa đây một cái nhân to đùng mà chỗ này nữa đây trong cuộc sống mình gặp những cái chữ nhân này thường xuyên quý vị để ý nhưng vua Edom trả lời Ngươi không được đi ngang qua địa phận của ta Nếu không ta sẽ cầm gươm ra đón người Người Israel lại thưa Chúng tôi đi theo đường cái Và nếu chúng tôi và bầy súc vật chúng tôi có uống nước của vua Thì chúng tôi sẽ trả tiền Chỉ xin cho chúng tôi đi ngang qua đó thôi Chứ không làm điều gì khác Câu hai nhưng nữa thêm một cái chữ nhưng to đùng nữa nhưng và vua Edom đáp người không được đi đi qua đâu rồi người Edom đem một đạo quân hùng hậu ra ngăn chặn dân Israel như thế Edom không cho phép Israel đi ngang qua địa phận của mình để tránh xa nên dân Israel tránh xa họ Em trở lại anh em với nhau tới một lúc nào đó là cũng vậy đó. Không biết rằng là chúng ta đang có cái tình trạng này hay không. Nhưng mà chắc chắn rằng là chúng ta sẽ đối diện với những tình trạng như thế này. Hãy cầu nguyện nhiều cho thương xót chính đời sống của mình. Để mỗi khi mình ở trong những trường hợp đó mình biết mình cần phải hành xử như thế nào có lẽ là mình sẽ áp dụng cái bài học của Miriam khi khởi đầu. Chúng ta cũng ganh tị hơn thua để làm gì nữa. Rồi cuối cùng cuộc đời của chúng ta cũng sẽ kết thúc mà thôi. Ê có thể ngăn ngăn trở ngày hôm nay nhưng mà chưa chắc có thể làm được điều đó ngày mai. Nên chúng ta nhờ ơn Chúa nhìn thấy được những cái thực tế nào đó trong cuộc sống của mình và tiếp tục sống đẹp y Chúa trong những cái thực tế đó tiếp tục câu 22 cả hội chúng Israel đi từ Kade đến núi Hồ rơ Đức giê-hô-va phán với môi xe và A-rôn trên núi Hồ rơ gần bên xứ Edom biên giới Edom rằng A-rôn sẽ về với tổ tiên mình người không được vào xứ mà Ta đã ban cho dân Israel vì các con đã nổi loạn không vâng lệnh không vâng theo mệnh lệnh Ta về nước uống Meribah tiếc thay à, aaron lại đi đến cái chỗ kết thúc ở chỗ này hãy đem aaron và eleasa con trai người đến lên núi horr rồi cởi y phục của aaron và mặc cho eleasa con trai người tại đó aaron sẽ được tiếp về với tổ tiên và qua đời Vậy môi xe làm đúng như lời Đức giê hô va phán dặn. Ba người đi lên núi hô trước toàn thể hội chúng. Môi xe cởi y phục của Aaron và mặc cho El-e-a-sa con trai người. Aaron qua đời tại đó trên đỉnh núi. Wow! Rồi Môi xe và El-e-a-sa từ trên núi đi xuống. À, quý vị thấy rằng là Aaron vẫn còn khỏe, vẫn đi lên đỉnh núi được, chứ không phải già nua bệnh tật gì. Rồi câu 29 khi thấy Aaron đã qua đời toàn thể hội chúng Israel khóc thương người trong 30 ngày. Tôi không biết rằng cái khóc thương này là thương thiệt hay là chỉ là nghi lễ mà thôi. Thế nên um, không biết lòng dân thế nào, lòng người ra sao. Bữa nay vậy, ngày mai khác. Không hiểu được. Nhưng mà cái điều đáng tiếc ở đây là Aron đã không được vào xứ Canaan. Aron hình như có thể lớn hơn môi xe khoảng chừng 3 tuổi. Ừ, chắc khoảng chừng 3 tuổi nên tại chỗ này mình thấy rằng là môi xe cũng đã già aaron cũng đã già nhưng cả hai còn rất khỏe à, aaron có thể đi lên núi một cách dễ dàng và aaron đã được à, chết qua đời ở trên đỉnh núi đó và không cần phải chôn cất gì cả ở trên đỉnh núi đó tôi nghĩ rằng chúa có cách để để chôn aaron ở đó nhưng mình nhìn lại cuộc đời của Aaron thì có những ngày rất là kinh hoàng khi phạm tội, phải không? Nhưng từ khi chỗ con bò vàng ở con bò vàng đó xong, thì Aaron đã trở nên một người rất hữu dụng cho nhà của Chúa. Người có đầy uy quyền và sống theo sự kêu gọi của Chúa cho mình ở giữa dân sự tôi thấy tội ông nhất là môi xe kêu ông mau mau làm thấy của lễ chạy đến giữa dân sự và làm lễ chuộc tội cho dân sự của chúa đó và ông làm điều đó và ông chạy đến ông đứng giữa dân sự ông làm lễ chuộc tội thì ngay chỗ cái giỗ đó thì giữa người sống và người chết tai họa nó dừng lại cảm ơn chúa về cuộc đời của aaron à, có ganh tị chút đó nhưng biết ăn năng môi xe à, Aaron có cái kinh nghiệm ăn năn cầu nguyện để Chúa cho mình có cái kinh nghiệm ăn năn đó ở trong đời sống của mình chắc chắn chúng ta cũng sẽ phạm tội lớn nhỏ vô tình cố ý hay đôi khi vì chức vụ nghi lễ gì đó ở khi chúng ta rơi vào những cái chỗ đó làm nó ô uế đời sống của mình nhưng cầu nguyện để Chúa nâng đỡ chúng ta để mang chúng ta ra khỏi những cái ngày cứng cỏi nhưng phải mềm mại ở trong ơn của Chúa để đầu phục Chúa liên tục chúng ta có thể cứng cỏi với ai đó nhưng thưa quý vị đừng cứng cỏi với Chúa nếu Chúa Thánh Linh đang cáo trách mình hãy mềm mại với Chúa Thánh Linh đi để chúng ta được uh, Chúa ban cho cái sự mềm mại ở trong trong cuộc sống của mình hàng ngày đối với trước tội lỗi của mình, yếu đuối của mình. Cảm ơn Chúa về những cái bài học quý giá ngày hôm nay. Trong cuộc sống chúng ta nên nhớ rằng có những cái cái nhân to đùng ở trong cuộc đời của mình. Thì những cái nhân đó sẽ cho chúng ta thấy cái những cái ngăn trở lớn ở trong cuộc đời của mình, có những cái nhân do tội lỗi của mình nó tạo nên, có những cái nhân do hoàn cảnh nó tạo nên, có những cái nhân do người khác nó tạo nên. Nhưng giàu là ai tạo nên đi nữa khi vấp phải những cái nhân đó trong cuộc đời của mình, đó cũng là lúc chúng ta dừng lại để tra xét chính mình và biết đầu phục Chúa liên tục ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Chúng ta đọc lại đoạn này rồi mình cầu nguyện với nhau. Tháng Giêng cả hội chúng Israel đến hoang mạc Sen và dừng lại tại Kade. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Bây giờ con người không có nước cho dân chúng uống nên họ tụ tập lại để chống đối Môi-se và Aaron. Dân chúng gây chuyện với Môi-se và nói anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, phải chi chúng tôi cũng chết với họ cho rồi sao ông đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào hoang mạc này để chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết ở đây? Sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập rồi dẫn chúng tôi đến chỗ khủng khiếp này? Là nơi người ta không thể gieo mạ cũng không trồng được cây vả, cây nho, cây lụa và cây lựu và không có nước uống nữa môi xe và A-rôn rời khỏi hội chúng đến trước cửa liều hội kiến và sắp mặt xuống đất. Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với hai ông. Đức Giê-hô-va phán với môi xe Hãy cầm gậy rồi con và anh con là A-rôn triệu tập hội chúng lại. Hãy truyền cho tảng đá trước mặt trước mắt hội chúng thì nó sẽ phun nước ra. Con sẽ khiến nước từ đá phun ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Như vậy, môi xe cầm gậy trước mặt Đức giê hô va như Ngài đã phán giảng. Môi xe và Aaron triệu tập hội chúng đến trước tảng đá và nói, Hỡi dân nổi loạn, hãy nghe, chúng tôi có thể khiến nước từ tảng đá này phun ra cho các người được chót được không? Tay môi xe cầm gậy dơ lên, đập tảng đá hai lần. Nước liền phun trào ra. Họ chúng và súc vật của họ cùng được uống. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn vì các con không cô tôn không tin ta để tôn thánh trước mặt tôn thánh ta trước mặt Israel nên các con sẽ không được dẫn hội chúng này vào đất mà ta đã ban cho họ nước uống đó được gọi là nước uống Merab meribah là nơi dân israel đã gây chuyện với đức Xê-hô-va và ngài được tôn thánh trước mặt họ từ cá đê môi xe sai sứ giả đến gặp vua edom nói rằng israel là em của vua có nói vua biết những điều khốn khổ đã xảy đến cho chúng tôi và việc ông cha chúng tôi đi xuống ai cập Chúng tôi đã ở đó một thời gian lâu, người Ai Cập đã đã ngược đãi chúng tôi và ông cha chúng tôi. Chúng tôi kêu cầu với Đức giê hô va Ngài đã lắng nghe tiếng kêu của chúng tôi và sai thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Này chúng tôi hiện ở Cade là thành giáp với địa phận của vua xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ sở của vua chúng tôi sẽ không đi ngang qua đồng ruộng hay vườn nho và chúng tôi cũng sẽ không uống nước trong các giếng chúng tôi sẽ đi con đường hoàng gia không xây bên phải hay bên tả cho đến khi ra khỏi địa phận của vua vua nhưng vua edom trả lời ngươi không được đi ngang qua địa phận của ta nếu không ta sẽ cầm gươm ra đón người người israel lại thưa chúng tôi đi theo đường cái và nếu chúng tôi và bầy súc vật của chúng tôi có uống nước của vua thì chúng tôi sẽ trả tiền chỉ xin cho chúng tôi đi ngang qua đó thôi chứ không làm điều gì khác nhưng vua edom đáp ngươi đã không ngươi không được đi qua đâu rồi người Edom đem một đạo quân hùng hậu ngăn chặn Israel. Như thế, Edom không cho phép người Israel đi ngang qua địa phận của mình nên Israel đi tránh xa khỏi họ. Cả hội chúng ra Israel từ Đe đến núi Hồ Rơ đức jehovah phán với xe và aaron tại núi hô rơ gần biên giới của xứ edom rằng aaron sẽ trở về tổ tiên mình nhưng không được vào xứ mà ta ban cho dân israel vì các con đã nổi loạn không vâng theo mạng lệnh ta về nước uống meribah hãy đem aaron Eleasa, con trai người lên núi hô rơ rồi cởi y phục Aaron ra và mặc cho Eleasa con trai người. Tại đó Aaron sẽ được tiếp về với tổ tiên và qua đời. Vậy Môi-se làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn ba người đi lên núi Hô-rơ trước toàn thể hội chúng. Môi-se cởi y phục của Aaron và mặc cho Eleasa con trai người Aaron qua đời ở đó ở trên đỉnh núi rồi môi xe và eleasa từ trên núi đi xuống khi thấy aaron đã qua đời thì toàn thể hội chúng israel khóc thương người trong 30 ngày thưa chúa chúng con đọc xong đoạn số 20. hai nhân vật quan trọng trong cuộc đời của môi xe đã rời khỏi ông đó là miriam và aaron Chúa ơi con cầu nguyện xin Chúa thương xót nâng đỡ họ chúng ở trong cái giai đoạn có cần và quả đặc biệt này. Ôi Chúa của chúng con, con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa tiếp tục đồng công và dẫn chúng con đi vào trong những cái ngày mà nằm ở dưới sự tể trị của Chúa Thánh Linh hoàn toàn. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Lạy Chúa Thánh Linh ơi, con cầu nguyện xin Ngài dùng lời của Chúa ngày hôm nay để dạy dỗ nhắc nhở chúng con hầu chúng con biết sống à, yêu thương nhiều hơn thay vì tranh cạnh rồi cuối cùng cuộc đời của chúng con cũng đi đến chỗ kết thúc của nó Chúa ơi con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa thêm chúng con ơn và sức mới để chúng con tiếp tục làm theo mạng lệnh của Chúa qua lời của Ngài ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen cảm ơn hòa thánh cảm ơn uh, quý tôi con Chúa uh, chúng ta sẽ gặp lại với nhau ở trong lời của Chúa trong uh, dân sự ký đoạn 21 trân trọng kính chào quý vị